What's up, everybody? Xin kính chào mọi người. Hey guys, what's up, everybody? How's it going? Hey man, Trung San. Tên tiếng Hàn, right? Good evening, Liberty. Chuẩn. How do you feel? I feel good, man. My day was good. So far, it's good until now, you know. How is yours? Yes. Hôm nay chủ đề hơi khoai hơn một chút nhé, nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ học được nhiều từ cái này về học tiếng Anh xây dựng học tuần. Tiếng Anh phải phải có một chút thì mình mới đi dạy được. Tức là phải chuẩn bị một cái nền tảng tốt. Thực ra thì khi mới vào đại học thì mình cũng đi học lại tiếng Anh thôi, học khối A mà. Nên là anh em bây giờ bắt đầu cũng chưa muộn đâu. Có rất là nhiều người bằng tuổi cha tuổi chú mình ấy, nhưng mà các bác vẫn đến lớp, vẫn học mình bình thường. Thậm chí là có những bác làm giám đốc dự án này nọ kia ấy. Tiếng Anh cũng khá rồi nhưng mà vẫn đăng ký học, vẫn học để biết thêm. Thì mọi người còn trẻ thì mọi người cố gắng bây giờ đầu tư tiếng Anh đi, ok, cho nó đủ về một cái lượng mà. Thì sau này bây giờ học ở đâu anh Minh Luân? Where are you now? Where do you live? Ho Chi Minh City or Hanoi? If you want to you know, learn English, just come to my English center. English in civil engineering, everybody. Nếu mọi người muốn học tiếng Anh xây dựng thì cứ đến trung tâm mình thôi. Thành phố Hồ Chí Minh City. Oh my god. So, Hồ Chí Minh City. So basically, you can do online class or wait for me, wait for my English center. Miền Nam thẳng tiến in Ho Chi Minh City. The topic today is gonna be translation in civil engineering, translation for construction. It's kind of difficult. Có nhiều anh em ở thành phố Hồ Chí Minh lắm, anh ơi. Cũng biết là thế. Hay là mình nghỉ việc ngoài Hà Nội vào đấy training cho đội ngũ trong đấy giảng dạy nhỉ? Hiện tại thì mình đang làm thiết kế thôi. Nhưng mà nếu thấy khả quan thì mình sẽ vào Nam khoảng tầm tháng. Good evening teacher and everybody. Lâm Tâm, good job. Lâm Tâm ơi, cố gắng ghi xong rồi bạn đọc nha, đọc thành tiếng Anh nha. Ví dụ như là good evening teacher and everybody. Ví dụ như này chẳng hạn. Được ạ. Ok. Yes. Thank you guys for joining us. Mọi người join, mọi người comment and mọi người share with your friends. Share with your friends, everybody. The more the merrier in English. You guys know the more the merrier mean? Mọi người biết từ đấy có nghĩa là gì không nhỉ? The more the merrier in English. Chúng ta chém gió một chút về tiếng Anh giao tiếp nhưng sau đó sẽ vào chuyên ngành. The more the merrier. Yeah. More friends, more fun. Phúc Nguyễn, hello everybody. Hey man. Toàn dài nhỉ? Ok. Thế bây giờ phải thấm thía một câu là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Lê Trọng Thảo, tuyệt vời anh, em ở miền Tây, giáng cuối tuần về nếu thầy dạy.
Oh my miền Tây là con gái con trai đây, càng đông càng vui. Yes, biển lặng Tuấn Vũ, the more the merrier. Yes, of course, more boys more girls more fun, right? Hi teacher, Trần Thông. Hey man, how's going? Lê Trọng Thảo, trai. Tưởng dạng gái miền Tây hay quá. Well, basically, I'm gonna fly to Saigon on 24th. Anh em Sài Gòn chú ý nhé. Nếu như mọi người muốn tham gia hội thảo và muốn nhận cái quyển bí kíp của mình thì mình sẽ làm một buổi hội thảo trong Sài Gòn hôm 26, 26th. In this March, ok, tháng 3 này. 26th, everybody, in Saigon, in Ho Chi Minh City. I'm gonna make a seminar in English in civil engineering. I'm gonna share with you guys how to learn English, how to speak English effectively. Yeah. Lê Văn Ngọc, chú lười quá, chú ở Hà Nội hay ở đâu đấy? Công trường xa quá. Where the project man, Lê Văn Ngọc. 26th, ok, tháng 3 nha. District, I'm thinking guys. I'm just thinking about where the place is gonna be. Mình đang phân vân. Considering. I'm just wondering, guys. Just wondering where the good place. Yeah. The good place is maybe District 1 or District 3. Yes, I don't know. I have not decided yet. So just thinking. Bắc Ninh, Samsung, ok, good job man. Rất nhiều các bạn học ở trung tâm thì bây giờ là tạm loan toàn làm dự án nước ngoài không? Very good job. Very good job. Are you a site engineer? Ngọc ơi, chú là kỹ sư hiện trường à? Site engineer or what position? Are you working for? Are you working on? The science engineer. Đinh Sĩ Tiến, district, viết thiếu chữ T nhé. Ok. Và trong đó hội thảo thì mình sẽ chia sẻ các cái kiến thức học tiếng Anh chuyên ngành, tài liệu cũng như là cái quyển bí kíp của mình. Ngọc, science engineer. Cố gắng keep learning English nha. Keep learning English. Keep learning also English in civil engineering. It's a very necessary. Internship. Duy trì thì mình có thể nói là I am practicing hoặc là I do internship. Intern nhá, internship. Internship as a site engineer, ví dụ như là in một công ty ABC Construction Company, như nói như chú ngữ pháp bây giờ là đang sai một chút nhá. Thực ra thì nói như thế này thì vẫn hiểu thôi, nhưng mà cố gắng là internship. Chính văn, anh có sách về tiếng Anh chuyên ngành không ạ? Anh có nhá, anh đang có một quyển bí kíp sắp xong rồi, mọi người có thể tham khảo quyển đấy cũng được. Rất là hay. Tức là cái sách tiếng Anh chuyên ngành này thì nó dùng cho tất cả chuyên ngành, dùng chung luôn. Nói chung là về xây dựng cái gì cũng dùng hết. Ok, let's talk a little bit about the previous lesson last night, alright? Last night. We was working with cái này là gì nhỉ? Rebar. Bí kíp đó bao nhiêu coin? Anh không chơi điện tử nên anh không biết. Chính văn, nếu mọi người ở Sài Gòn thì sắp tới tầm khoảng 26 tháng 3 thì mình sẽ làm một cái buổi hội thảo thì mọi người có thể đến để tham gia giao lưu nhé. Yeah, promise. I'm gonna make a seminar.
to share with you guys how to learn English in civil engineering, and I will share with you guys some of my very, you know, how can I say, rất tâm đắc, devoted, and tâm đắc, tâm huyết, đúng không? Quyển bí kíp, my bí kíp, English in civil engineering. So, let's take a look back at what we already learned last night. This is a rebar, những cái động từ liên quan, around. We have a erect, fix, arrange, tie, install, bend, extend, stretch, pull, overlap, weld, cut. Những cái động từ này mọi người còn nhớ không nhỉ? Nhắc lại nghĩa nhỉ? Erect, lắp dựng. Và danh từ của nó là erection, ok? Từ thứ hai là fix. Khi mà thêm ed nó là fixed. Đọc như thế này, ok? Đọc lại nha. Fix. Thêm ed mình sẽ đọc là fixed. Ok? Đó là cố định. Từ tiếp theo là từ arrange. Đọc như này. Arrange. Ok? Arrange. Alright. Arrange ở đây là gì? Sắp xếp. Đúng không? Sắp xếp bố trí của thép ấy. Từ tiếp theo là tie. Tie. Tie ở đây là từ gì ạ? Tie ở đây là buộc. Ok? Mọi người đọc lại nha. Tie. Tie. Ok? That's good. Từ tiếp theo, install. Install. Đó là gì ạ? Cài đặt, đúng không ạ? Hay chính xác ở đây trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng đó là install, ở đây có nghĩa là lắp dựng, thi công, ok, etc. Bend. Mọi người nhớ nhá, có ending sound này. Bend. Đờ nhá, bend. Mà chúng ta hay có từ là máy uốn ấy. Máy uốn thép thì chúng ta hay dùng là bending machine. Ok, bend. Hoặc là moment uốn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có cái từ là bending moment. Chúng phải là moment nhé. Moment là tiếng Việt, còn tiếng Anh nó là moment. Bending moment. Bending machine. Ok. Machine thì chúng ta sẽ đọc là sờ nặng và cố gắng là gì ạ? Đưa cái khẩu hình miệng ra trước. Khẩu hình miệng quyết định là tất cả, nên anh chị em là phải có cái khẩu hình miệng làm sao cho nó chuẩn một chút, đúng không ạ? Nếu mà khó quá thì thôi, không cần thiết. Còn những cái bạn trẻ bây giờ thì chúng ta hãy sửa những cái lỗi mà ngày xưa hay học từ thời cấp 3, cấp 2, cấp 3, đúng không? Alright. Tiếp theo chúng ta có từ extend. Extend tức là gì ạ? Nó giống như là gì ạ? Kéo ra, phóng ra đấy. Đấy, ok. Cái này là giãn ra, stretch. Trong lệnh get cũng có này, stretch. Pull, đó là kéo, đúng không? Push. Chúng ta có từ push là đẩy. Ví dụ như là có cái xe, ví dụ xe cải tiến, đúng không? Thì chúng ta gọi là push cart. Đấy, xe cải tiến. Còn cái loại xe rùa, nó là wheelbarrow. Ok. Nếu anh em không biết thì mình có thể ghi lên đây. Mọi người có thể đoán là, ví dụ mình đọc nhé, cái từ xe cải tiến thì người ta hay dùng là push cart. Cart ở đây là xe ngựa, ok. Thêm từ push đằng sau nó là push cart. Và từ tiếp theo là xe rùa, đúng không nhé. Xe rùa, dùng rất nhiều. Thì anh chị em thử comment mình xem là từ xe rùa mình sẽ đọc nhé. Wheelbarrow. Will barrel. Đấy, xem là mọi người sẽ ghi là như thế nào. Ok, good job Nguyễn Bảo Trung, pushcart. Xe cải tiến nhá. Tiếp theo overlap. Overlap ở đây là chồng chéo lên nhau. Ví dụ như là các cái mối nối chồng đấy thì chúng ta dùng là overlap. Will barrel. Chính xác rồi, very good job. Mạng đứng rồi anh ơi. Mạng vẫn bình thường mà. Mạng vẫn bình thường nhá. Chắc là bên bên đó có vấn đề rồi. Overlap. Và tiếp theo là chúng ta có từ weld. Weld ở đây có nghĩa là gì ạ? Hàn nhá. Ví dụ như là có cái máy hàn ấy, chúng ta dùng là welding machine. Very easy. Ok. Piece of cake, everybody. Bending machine, máy uốn. And welding machine, máy hàn. Ok. And we got a cutting machine, đó là máy cắt. Ok. Cutting. Cut. Muốn cắt cái gì cũng được. Ok, cutting machine. Erect. Ok, đó là những cái từ mà chúng ta cần ôn lại vào buổi tối hôm qua. Thì mình vừa ôn lại rồi, đúng không? Yes. Và phân biệt lại cái từ steel and reinforcement nha mọi người nhé. Nhớ lưu ý, hai từ đó không giống nhau. Steel. Ok. It's about materials. Ok, it's got the materials.
And river là cốt thép. For example, it always like normally. It is normally go with concrete. So you got a reinforcement concrete. Xem lại cái video trực tiếp này ở đâu anh nhỉ? Chú lên trang fanpage và sau đó kích vào video thì nó sẽ ra một loạt series of videos. Ok? Series of videos. Yeah. I have been making series of videos. English in civil engineering. If you want to take a look again, if you want to watch it again, let's go to my fanpage, Tiếng Anh Xây Dựng Cầu Đường Online, okay? And click on to videos. Yeah, you will see a lot of videos of mine, okay? My videos. Mọi người sẽ xem được rất là nhiều cái video của mình. Đâu ạ? Ok, thế thì cái chủ đề hôm nay không phải là bê tông, bán khuôn, cốt thép như hôm qua nữa. Mà nó sẽ khó hơn, đó là cái phần dịch về các cái vị trí đăng tuyển. Ví dụ như là hôm nay chúng ta sẽ dịch về vị trí là site engineer. Engineer, ok, site engineer. Biển Lặng livestream hàng ngày không? Yes, of course. Every day nha, every night. Oh boy, hey man. Chào chỉ huy trưởng công trường, site manager. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ dịch về cái thằng site engineer. Is that correct? Okay, we got a site engineer. Mọi người nhìn rõ đúng không? Xin lỗi, camera nó hơi cùi. Mặc dù điện rất là sáng đấy, nhưng mà nó hơi tối. Rồi hôm sau là mình sẽ làm cái thằng video trên YouTube ấy. Chắc là nó sẽ ngon lành cái nào. Nguyễn Văn Thạch, thanks a lot. Chói mắt quá thầy giáo ơi. Chói á? Fuck. Ơn trên nghề. Sorry nhá, sorry everybody. Cái góc nhìn nó không được ok cho lắm. Thôi anh em chịu khó vậy. Ok, chủ đề hôm nay thì chúng ta sẽ dịch về cái thằng site engineer. Mọi người nha, chúng ta cùng đọc nha. Repeat after me everybody. Site. Site. Engineer. Engineer. Cái từ engineer nó kiểu như là nhấn âm thứ ba ấy, đúng không? Hi, nice to meet you. Hi, Huy Phạm. Nice to talk to you, man. Okay, site. Engineer. Site engineer. Okay, nhấn vào thứ ba nhé. Site. Site engineer. Alright, very good job. Chủ đề hôm nay là chúng ta sẽ dịch về cái thằng đăng tuyển, thông tin đăng tuyển của cái thằng site engineer. Như mình đã post lên rồi đấy, thì mọi người có thể xem nhé. Để mình đọc qua một lượt. Đó là follow-up activities before erection startup. Preparation of erection mental statement for each project. And according to site circumstances, preliminary job site visits, preparation for material delivery, monitor job site conditions, and risk assessment before delivery. Review erection drawing and build-up materials. Preparation of erection schedule. Kickoff meeting with builder.
follow-up activities after erection startup, monitor master schedules and deliveries to follow up with client and erector, supervise the setting and anchor bolts, obtain the civil work schedule, and take the progress that will result in a smooth delivery. Monitor the unloading to ensure proper materials handling and storage. Take all received materials against packing list. Report the shortage and damage, if any. Follow up with erection progress. Give instructions and advices. Lead and implement modifications and ratifications at site. Participate in inspection and handover. Reporting activities. Prepare erection mentor statement. Prepare introduction letter about material delivery and erection coordinator in charge. Collect materials delivery note with client's signature. Prepare site claim report. Prepare monthly erection progress report. Final erection report. Fill erection checklist, job erection register, and claim register report. Final inspection report. Handover minutes. Builder claim report. Erection management improvement plans. Constant training of builders. Participating in forums, seminars related to project management. Constant monitoring of competitors' erection activities and upgrade the best of it to our system. Periodic internal training related to erection management. Other details will be discussed in the interview. Chuyên môn của bạn. Local Vietnamese, age from 25 to 40 years old, university graduation in the field of civil engineering, 3 years of experience in the inside supervision in erection and pre-engineered steel buildings or steel structural projects. Proficient in MS Office, computer skills. Dài quá. Nghe đọc vỡ hết cả mồm. Right? Sorry guys. Từ này nó hơi dài đúng không ạ? Bây giờ không biết quay trở lại comment kiểu gì giờ. Tự dưng lại không nhìn thấy comment của mọi người đâu cả. Bây giờ làm nào nhỉ? Không nhìn thấy comment của mọi người đâu cả. Thì chẳng nhận lại tắt đi livestream lại. Không thấy comment rồi, phải làm nào giờ? Khả năng là mình phải tắt đi mọi người. Mình tắt đi livestream lại nhá. Mọi người vào lại nhá. Mọi người đợi mình chút nhá. Bởi vì tự dưng nó mất 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 cái tín hiệu.